Ok. Thôi, video ngắn. À, hôm nay hai anh em đi tìm măng này. Đấy, bè 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 măng đây nào. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đây này là không chuyên nghiệp rồi. Hỏng à. Hỏng bè cái khác. Cách bẻ măng của anh Bàn Phù Chiêu. Kênh là Bàn Phù Chiêu nhé. Ừ. Đây măng nhá. Ok, rất chuẩn. Cây bé quá. Ăn đắng. Tích kiểu thanh đại. Máy có được. Anh ở Bắc Cạn rất là đẹp trai, chưa vợ nhưng mà gửi con cho hàng xóm nuôi rồi. Anh nói thứ em ý đấy. Măng bè quá, măng cháy mùa nha. Cái măng này gọi là không không có kế hoạch. Măng này là măng sai luôn. Để anh quay cho mình xem này, rất nhiều măng luôn. Bẻ tiết cây này nha, cây đẹp đấy, cây gần vào. Có một con dao gọi là rất là sắc luôn. Hướng dẫn bẻ măng luôn đây này. Đấy, nghe cho tiện đúng không? Cận cảnh luôn đấy. Đẹp chưa? Ok. Bốc măng gọi là nghề nghiệp. Của là nghề của hai anh em. Có kinh nghiệm nữa nha, chuyên đi rừng nhá. Anh xem chỗ nào nó vừa lên. Vừa lên mà đã khai tử à? Đào 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 đào. Đấy, quả như này là ăn rất ngon này. Nó không đắng này. Quan trọng là cái kiên trì của anh em mình có đào được hay không. Nhưng rất tiếc nó hỏng nhá. Vừa mới khai sinh đã khai tử. Nó cái con gì nó mà bò anh nhỉ? Có rồi mà. Có. Hết rồi, hết măng.